chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ôn tập nội dung vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Câu 1. Cho hình vẽ mô tả các kiểu vận chuyển các chất qua màng sinh chất dưới đây có bao nhiêu phát biểu đúng? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta thấy là trên hình vẽ người ta mô tả các cái con đường vận chuyển các chất qua màng nó thuộc hai dạng, dạng 1 và 2 ở đây. Thì chúng ta thấy có đặc điểm là các chất, ví dụ ở đây là những cái đốm màu đen là phân tử chất tan, hoặc là những phân tử màu vàng cũng vậy, nó sẽ khuếch tán từ nơi có nồng độ cao sang nơi nồng độ thấp hơn. Tức là người ta nói là các phân tử chất tan nó sẽ đi theo radian nồng độ hay là đi theo khuynh độ nồng độ. Như vậy đặc điểm của vận chuyển thụ động là theo nguyên lý khuếch tán, không cần năng lượng ATP. Trong khi cái kiểu vận chuyển ở số 3 này chính là thuộc kiểu vận chuyển chủ động. Chúng ta thấy những phân tử chất tan hình vuông này đi từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao hơn ở đây. Tức là đi ngược radian nồng độ, cần có năng lượng ATP. Thì cái phương thức số 1, người ta gọi là khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid kép. Đó là những cái phân tử mà có kích thước nhỏ như là oxy, CO2 hay là những phân tử mà tan trong lipid. Những phân tử tan trong lipid đặc biệt là các loại vitamin A, D, E, K. Còn cái phương thức số 2 này là phương thức các chất khuếch tán qua kênh protein xuyên màng. Đó là những phân tử như là acid amin hay là đường đơn glucose, fructose, hoặc là đặc biệt là những phân tử phân cực. Những phân tử nào có tính phân cực, ví dụ như là nước nè, hoặc là những phân tử mà tích điện, ví dụ như là các loại ion, ion kali, ion natri, ion canxi, vân vân, các loại ion tích điện thì nó sẽ phải đi qua kênh protein. Trong trường hợp những chất có kích thước lớn như acid amin, glucose, fructose hoặc là các phân tử tích điện, các loại ion mà đi ngược radian nồng độ thì nó sẽ phải đi qua bơm protein. Đó là trường hợp thứ 3, vận chuyển chủ động, đi qua bơm protein, tức là cần năng lượng ATP. Giống như cái máy bơm hoạt động thì cần có năng lượng vậy đó các bạn. Thì cái bơm protein này hoạt động cần có năng lượng ATP và nó sẽ vận chuyển các chất có kích thước lớn như acid amin, glucose, fructose hoặc là những cái phân tử tích điện, các loại ion mà đi ngược radian nồng độ. Như vậy là cô vừa ôm lại cho các bạn hai cái kiểu vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Vận chuyển thụ động có thể qua lớp phospholipid kép hoặc là qua kênh protein. Còn vận chuyển chủ động thì qua bơm protein. Bơm protein người ta còn gọi là chất mang đó các bạn. Hoạt động cần có năng lượng ATP ha. Ý một, kiểu vận chuyển 1 là vận chuyển thụ động, vì các chất đi qua lớp phospholipid kép. Kiểu 2-3 thuộc kiểu vận chuyển chủ động, vì các chất đi qua protein xuyên màng. Ý này sai bởi vì là cái phương thức số 2 là vận chuyển thụ động ha, chứ không phải vận chuyển chủ động. Ý 2, kiểu vận chuyển 1 và 2 không cần tốn năng lượng, trong khi kiểu vận chuyển 3 thì cần được cung cấp ATP. Ý này đúng ha các bạn. Ý 3, vận chuyển kiểu 1 mang tính đặc hiệu, những chất nào đi qua kênh hoặc qua bơm protein thì nó sẽ đặc hiệu. Ý này sai ha các bạn. Ý 4, nước được vận chuyển chủ yếu qua kiểu 2. Nước là phân tử có tính phân cực thì nó sẽ được vận chuyển qua kênh protein có tên là aquaporin. Ý số 4 này đúng ha. Như vậy đáp án câu 1 là câu bờ. Ý 2 và ý 4. Câu 2. Khi nói về quá trình vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? Cả 4 ý này đều đúng ha các bạn. Vận chuyển thụ động theo radian nồng độ, không tốn năng lượng, có thể khuếch tán qua kênh protein đặc hiệu, hoặc là có thể khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid. Đáp án câu C. Câu 3. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hiện tượng thẩm thấu? Đó là hiện tượng nước khuếch tán qua màng sinh chất. Nước sẽ khuếch tán từ nơi có thế nước cao sang nơi có thế nước thấp hơn. Nơi mà có phân tử nước tự do nhiều, người ta gọi là nơi có thế nước cao. Và nơi có thế nước cao, phân tử nước tự do nhiều nghĩa là số phân tử chất tan sẽ ít, môi trường nhược trường, tức là nơi có nồng độ chất tan ít. Ý 2 đúng, ý 3 đúng luôn. Ý 4, nước khuếch tán qua kênh protein xuyên màng là kênh aquaporin đúng. Ý 5, nước vận chuyển qua màng cần tốn năng lượng, sai. Ý 6, thẩm thấu là một trường hợp đặc biệt của vận chuyển chủ động, sai ha. Trường hợp đặc biệt của vận chuyển thụ động. Đáp án câu 3, C, ý 1, 2, 3, 4 ha. Khi ta uống viên dầu cá, vitamin A có trong viên thuốc sẽ được hấp thụ qua màng tế bào niêm mạc ruột.
Vitamin A là một loại vitamin bản chất là lipid, nên nó sẽ khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid kép mà không cần năng lượng. Đáp án 4A. Câu 5. Nước được hấp thụ vào trong tế bào chủ yếu là qua kênh protein mà không cần năng lượng. Đáp án câu D ha. Câu 6. Tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy và CO2. Oxy và CO2 ra vào tế bào hồng cầu bằng cách nào? Đây là những phân tử chất khí sẽ khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid ha. Câu 6A. Câu 7. Dung dịch muối sinh lý gọi là dung dịch đẳng trương đối với tế bào vì dung dịch đẳng trương đối với tế bào bởi vì là ở trong dung dịch nước muối đấy nó bằng nồng độ các chất hòa tan ở trong tế bào. Đáp án câu 7A ha. Câu số 8. Ghép cột sao cho phù hợp loại môi trường và mô tả loại môi trường đó. Môi trường ưu trương ý 1 thì chúng ta sẽ nối với ý số 2 ha các bạn. Là môi trường mà bên ngoài tế bào nồng độ chất tan lớn hơn trong tế bào. Còn ý 2 là mã môi trường nhược trương thì chúng ta sẽ nối với ý là ý số 3 ha. Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn so với nồng độ chất tan trong tế bào. Và tất nhiên còn lại thì sẽ là 3 la mã với lại một nhỏ ha. Môi trường đẳng trương là môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan trong tế bào. Đáp án câu 8C ha. Câu số 9. Ngâm một miếng su hào có thể tích V1 khối lượng M1 vào trong dung dịch natri clorua đậm đặc. Dung dịch natri clorua đậm đặc thì nó sẽ là môi trường ưu trương so với môi trường ở bên trong các tế bào của miếng su hào ha các bạn. Sau 1 giờ nhận thấy miếng su hào có thể tích V2 khối lượng M2, tương quan nào dưới đây là phù hợp với hiện tượng đã xảy ra? Ở đây cô cho các bạn cái hình vẽ dưới đây để các bạn ôm lại nè. Đầu tiên, cái hình đầu tiên chúng ta thấy là nước vào và nước ra, tức là có sự trao đổi nước ở mức cân bằng. Môi trường này chính là môi trường đẳng trương. Môi trường đẳng trương sự trao đổi nước ở mức cân bằng. Còn môi trường thứ hai này ta thấy là nước từ bên ngoài đi vào trong tế bào hút nước. Do vậy môi trường bên ngoài này chính là môi trường nhược trương. Còn môi trường ưu trương là cái hình thứ ba này, là môi trường mà có nồng độ chất tan ở bên ngoài này nó cao hơn nhiều so với bên trong tế bào. Do vậy tế bào sẽ bị mất nước nữa các bạn, mũi tên đi ra nè. Tế bào mất nước. Nếu tế bào mất nước thì có phải là nó sẽ giảm thể tích và giảm khối lượng không? V2 và M2 nó sẽ phải nhỏ hơn so với V1 và M1. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu C ha. Câu số 10. Khi cho tế bào hồng cầu vào môi trường nhược trương sau một thời gian thì hiện tượng nào xảy ra? Ở đây cô cho lại các bạn một cái hình cho tế bào hồng cầu vào các loại môi trường khác nhau. Thì môi trường đầu tiên này, bạn thấy nước vào, nước ra, tức là trao đổi nước ở mức cân bằng. Đây sẽ là môi trường đẳng trương. Môi trường thứ hai này, tế bào bị mất nước, đó là môi trường ưu trương. Tế bào sẽ bị mất nước. Tế bào thứ ba này, nó đang ở trong môi trường nhược trương. Đây là cái môi trường mà chúng ta đang quan tâm, môi trường nhược trương. Tức là môi trường mà nồng độ chất tan ở bên ngoài thấp hơn so với bên trong tế bào, thì tế bào sẽ hút nước nè các bạn. Cái mũi tên đi vào nè, cái mũi tên đi vào đây, tế bào hút nước. Thì nó sẽ trương nước và đến một lúc nào đó nó sẽ phải vỡ ra. Hồng cầu là một loại tế bào động vật không có thành tế bào. Nó sẽ hút nước cho đến khi bị vỡ ra. Cho nên đáp án cuối cùng là câu D ha. Nếu cái đề nó hỏi trong môi trường ưu trương ta sẽ chọn câu B ha các bạn. Nếu ở môi trường đẳng trương ta sẽ chọn câu C ha các bạn. Ở đây là môi trường nhược trương ta chọn câu 10D ha. Câu 11. Ở vi khuẩn gram dương khi xử lý bằng enzyme lysozyme thành tế bào vi khuẩn bị loại bỏ và tạo ra các tế bào trần, sau đó cho các tế bào trần này vào môi trường nhược trương. Thì tế bào vi khuẩn này sẽ thay đổi như thế nào? Đầu tiên chúng ta lưu ý là ở vi khuẩn thì cái thành tế bào của nó là thành peptidoglycan. Thành này nó cũng vững chắc giống như là thành cellulose ở tế bào thực vật. Do vậy trong môi trường nhược trương thì bình thường tế bào vi khuẩn sẽ hút nước, trương nước, tăng thể tích khối lượng nhưng không có bị vỡ ra. Tuy nhiên, chúng ta xử lý enzyme lysozyme để loại bỏ cái thành peptidoglycan này, tế bào trở thành tế bào trần giống như là tế bào động vật, như là tế bào hồng cầu ở trên câu 10 vậy đó. Thì khi chúng ta cho nó vào môi trường nhược trương, giống như ở câu số 10, ta sẽ thấy là tế bào trần của vi khuẩn sẽ hút nước, trương lên và sẽ vỡ ra. Do vậy đáp án câu 11 là câu D ha. Câu 12. Nồng độ ion kali trong cây là 0,5%, trong đất là 0,2%. Cây sẽ nhận ion kali bằng cách nào? Trong cây, trong các tế bào thì 0,5%,
Trong khi ở trong đất là 0,2%, như vậy nồng độ ion kali trong trong tế bào của cây thì lớn hơn, nhưng mà cây vẫn hấp thụ ion kali từ trong đất. Như vậy là nó sẽ lấy ion kali đi ngược ra đi nồng độ, đi từ nơi nồng độ thấp ở bên ngoài vào trong tế bào là nơi có nồng độ cao hơn. Do vậy nó sẽ phải vận chuyển chủ động và lúc này cần tốn năng lượng hả các bạn, và phải đi qua bơm protein. Câu 12C. Người bán rau thường xuyên vẩy nước vào bó rau muống để rau được tươi ngon, tránh bị héo rũ. Đây là ứng dụng của hiện tượng. Vẩy nước vào bó rau muống thì nước sẽ thẩm thấu vào trong tế bào rau ha, làm cho nó trương nước. Đây là ứng dụng của hiện tượng thẩm thấu. Câu 13A. Câu 14. Hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất nào dưới đây không cần tiêu tốn năng lượng? Đó là vận chuyển thụ động. Đáp án là câu A ha. Còn nhập bào xuất bào ở câu D thì là tốn năng lượng, tốn nhiều năng lượng nữa đó các bạn. Còn câu B là vận chuyển chủ động, tất nhiên là tốn năng lượng rồi. Câu 15. Sự di chuyển ion natri qua màng không thể thực hiện bằng con đường nào dưới đây? Ion natri là một phân tử tích điện, vì vậy nó không thể khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid kép. Đáp án câu A ha. Mà nó sẽ khuếch tán từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong nhờ các protein kênh. Và nếu như nó vận chuyển chủ động ngược ra đi nồng độ thì nó sẽ đi qua bơm protein. Câu 16. Những kiểu vận chuyển các chất qua màng sinh chất nào sau đây làm tiêu tốn ATP của tế bào? Ý 1. Sự vận chuyển ion kali nhờ bơm natri kali ngược dốc nồng độ. Ý này đúng ha các bạn. Ý 2. Vận chuyển nước qua kênh protein aquaporin. Ý này sai ha. Vận chuyển nước là vận chuyển thụ động, không tốn năng lượng. Ý 3. Sự thực bào của tế bào bạch cầu tốn rất nhiều năng lượng nè các bạn. Ý thứ 4. Sự vận chuyển hormone estrogen qua lớp phospholipid. Đây là vận chuyển thụ động, không cần tốn năng lượng ha. Như vậy đáp án là câu B, ý 1 và ý 3. Hình vẽ nào sau đây mô tả hiện tượng co nguyên sinh của tế bào? Hiện tượng co nguyên sinh là hiện tượng xảy ra ở tế bào thực vật. Khi chúng ta ngâm tế bào thực vật vào trong môi trường ưu trương thì tế bào thực vật sẽ bị mất nước và sẽ dẫn đến là màng sinh chất của nó sẽ tách khỏi thành tế bào, gọi là hiện tượng co nguyên sinh. Và do vậy chúng ta sẽ thấy đáp án chính là câu B ha. Chúng ta thấy đây là tế bào thực vật nè, cái khung bào chứa sắc tố màu đỏ của nó chiếm toàn bộ thể tích của tế bào. Rồi khi mà cho vào môi trường ưu trương, tế bào bị mất nước thì cái màng sinh chất nó sẽ tách khỏi cái thành tế bào và nó co lại như thế này. Nó tạo thành những cái đốm nhăn nheo ở phía trong này. Đấy, chính là hiện tượng co nguyên sinh ha các bạn. Còn hình A thì đây là dòng di chuyển của protein đi qua các bào quang, lưới nội chất hạt, bộ máy Golgi rồi đến màng sinh chất để tiết protein ra khỏi tế bào. Hình C thì là hiện tượng nhập bào, kiểu là thực bào đó các bạn. Còn hình D là hiện tượng xuất bào. Câu 17B ha. Câu 18. Quá trình thực bào được diễn ra theo trình tự nào? Câu 18 này liên quan đến hình C ở câu 17 đó các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là màng sinh chất sẽ lõm vào, bao bọc lấy cái viên thức ăn này và nó sẽ tạo thành cái gọi là khung bào tiêu hóa. Sau đó thì lysosome nó sẽ gắn vào. Lysosome là một bào quang mà sẽ chứa các loại enzyme thủy phân, nó sẽ liên kết với khung bào tiêu hóa và enzyme từ trong lysosome nó sẽ tiến hành phân giải các phân tử thức ăn ở trong cái khung bào tiêu hóa này. Sau khi tiêu hóa xong thì các phân tử cặn bã sẽ được thải ra ngoài qua hiện tượng xuất bào. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A ha. Câu 19. Khi nói về hiện tượng thẩm thấu có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Một, môi trường ưu trương là môi trường có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ chất tan của tế bào. Ý này sai ha các bạn. Môi trường ưu trương nồng độ chất tan phải cao hơn so với nồng độ chất tan trong tế bào. Ý 2. Ở môi trường đẳng trương, sự trao đổi nước của tế bào diễn ra ở mức cân bằng. Đúng. Ý 3. Ở môi trường nhược trương, tế bào thực vật rất dễ bị vỡ ra. Ý này sai hết các bạn. Trong môi trường nhược trương thì tế bào thực vật hút nước, trương nước, tăng thể tích khối lượng chứ không bị vỡ ra. Ý 4. Ở môi trường ưu trương, tế bào động vật dễ bị trương nước. Ý này sai hết các bạn. Ở môi trường ưu trương thì tế bào động vật sẽ bị mất nước, teo lại biến dạng. Do vậy câu 19 ta chọn đáp án câu B, ý số 2 ha. Câu 20. Những chất nào sau đây có thể dễ dàng khuếch tán qua lớp phospholipid kép?
đó là những chất có kích thước nhỏ như các loại khí, và những chất tan trong lipid, đó là oxy, CO2. Còn glucose là kích thước lớn nè. Nước thì phân tử phân cực, ion kali thì tích điện, nó buộc phải khuếch tán qua kênh protein. Đối với protein thì đây là phân tử có kích thước rất lớn, nó phải được lấy vào tế bào thông qua quá trình biến dạng màng sinh chất, thông qua quá trình nhập bào ha các bạn, thực bào. Như vậy câu 20D ha các bạn. Câu 21, sự vận chuyển các chất tiêu tốn năng lượng nhưng không làm thay đổi hình dạng của màng, đó là trường hợp vận chuyển chủ động, 21C ha. Câu 22, khi tiến hành ẩm bào, nhờ đâu tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất xung quanh? Đó chính là nhờ các thụ thể glycoprotein ở trên màng sinh chất ha các bạn. Câu 23, hình vẽ nào sau đây minh họa cho sự thực bào ở tế bào động vật? Đó là hiện tượng màng sinh chất lõm vào để thu nhận các chất cần thiết, tạo thành khung bào tiêu hóa đó các bạn. Như vậy chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy chính là câu A ha. Còn hình bờ chính là xuất bào. Còn ở hình C chính là hiện tượng thẩm thấu ở tế bào động vật. Hình D là hiện tượng thẩm thấu ở tế bào thực vật. Câu 24. Khi tế bào thực vật đang co nguyên sinh, ta chuyển tế bào đó sang môi trường nhược trương, hiện tượng gì sẽ xảy ra ở tế bào đó? Khi tế bào đang co nguyên sinh tức là nó đang bị mất nước, và chúng ta chuyển nó sang môi trường nhược trương tức là môi trường mà có rất là nhiều nước tự do, thì tế bào sẽ hút nước. Và khi tế bào hút nước thì nó sẽ tạo ra cái hiện tượng ngược lại với hiện tượng co nguyên sinh, đó gọi là hiện tượng phản co nguyên sinh ha các bạn. Đáp án chính là câu 24 bờ ha. Câu 25, khi đặt tế bào vào môi trường nhược trương, loại tế bào nào sẽ bị vỡ ra? Khi cho tế bào vào môi trường nhược trương, tế bào sẽ bị vỡ ra là tế bào mà không có thành tế bào. Ở câu A, tế bào thực vật thì có thành cellulose. Câu B, tế bào nấm thì có thành chitin. Tế bào vi khuẩn thì có thành peptidoglycan. Còn tế bào động vật thì không có thành tế bào. Câu 25D ha. Câu 26, trong các chất sau, chất nào vận chuyển chủ yếu qua kênh protein xuyên màng? Chất vận chuyển qua kênh protein xuyên màng. Như vậy chúng ta chọn nước nè, glucose, vitamin C ha các bạn. Vitamin thuộc nhóm B, nhóm C là những loại vitamin không tan trong lipid, không tan trong lipid. Còn vitamin E thì là vitamin mà nó tan trong lipid. Bản chất nó là lipid. Do vậy chúng ta sẽ chọn ý 1, ý 3 và ý 5 ha. Đáp án là câu D. Protein thì sẽ vận chuyển qua biến dạng màng sinh chất, nhập bào xuất bào đó các bạn. Câu 27. Trong các đặc điểm sau, đặc điểm vận chuyển nào là thuộc kiểu vận chuyển chủ động? Ý 1 không tốn năng lượng, sai. Ý 2 tốn năng lượng, đúng. Ý 3 cần máy bơm đặc chủng cho từng loại chất, đúng. Ý 4 chủ yếu trực tiếp qua lớp phospholipid kép là sai. Ý 5 các chất tan đi theo nguyên lý khuếch tán, sai. Ý 6 ngược dốc nồng độ, đúng. Vận chuyển chủ động là đi ngược dốc nồng độ, ngược radien nồng độ. Như vậy đáp án là ý 2, 3 và 6. Câu D ha. Câu 28. Trong tế bào thực vật, nồng độ chất tan vào khoảng 0,7 mol. Co nguyên sinh xảy ra khi để tế bào trong dung dịch nào sau đây? Co nguyên sinh sẽ xảy ra ở tế bào thực vật khi mà tế bào ở trong môi trường ưu trương. Môi trường ưu trương là môi trường có nồng độ chất tan lớn hơn so với bên trong tế bào. Vậy chúng ta sẽ chọn cái môi trường có nồng độ chất tan lớn hơn trong tế bào. Câu A ha các bạn. Câu 29. Trong tế bào thực vật, nồng độ chất tan X vào khoảng 0,8%. Tế bào nói trên sẽ bị co nguyên sinh khi đặt trong dung dịch. Chứa chất nào dưới đây? Câu này tương tự câu 28 ha các bạn. Câu A luôn ha. Câu 30. Hình thức vận chuyển thụ động các chất qua màng có đặc điểm là chỉ có tế bào nhân thực, không đúng. Vận chuyển thụ động xảy ra cả tế bào nhân xơ và nhân thực ha. Không cần tốn năng lượng. Ý này đúng ha các bạn. Câu 30 bờ ha. Còn ý C thì từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang nơi nồng độ chất tan cao hơn, đây là vận chuyển chủ động rồi. Câu D không cần các kênh protein xuyên màng. Vận chuyển thụ động có thể đi qua lớp phospholipid kép hoặc là qua kênh protein xuyên màng. Câu 31. Cho các phát biểu về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất dưới đây. Số phát biểu đúng là ý 1. Sự khuếch tán là một hình thức vận chuyển chủ động cần tiêu tốn năng lượng. Ý này sai ha.
khuếch tán là vận chuyển thụ động. Ý hai, hình thức nhập bào và xuất bào các chất thì sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng của tế bào. Ý này đúng ha các bạn? Trong vận chuyển chủ động, các chất được vận chuyển qua lớp phospholipid kép. Vận chuyển thụ động thì mới vận chuyển qua lớp phospholipid ha các bạn? Ý này sai. Ý 4, sự khuếch tán của các phân tử nước tự do qua màng bán thấm gọi là sự thẩm thấu. Ý này đúng ha? Đáp án câu D, ý 2 và 4. Câu 32, ở người, khi có các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, tế bào bạch cầu sẽ tấn công và nuốt lấy vi khuẩn để tiêu diệt chúng. Phương thức bạch cầu nuốt vi khuẩn vào trong tế bào để tiêu diệt chúng thì được gọi là thực bào ha các bạn. Tế bào mà nó lấy được phân tử thức ăn có kích thước rất lớn nhờ sự biến dạng mà sinh chất, đó là thực bào, thức ăn dạng rắn ha. Còn nếu thức ăn dạng lỏng thì nó là ẩm bào. Cô 33, tính chất quan trọng nào của màng sinh chất cho phép nó có thể biến dạng màng để vận chuyển các chất theo phương thức nhập xuất bào? Tính chất quan trọng, chúng ta nhớ là màng sinh chất có hai tính chất rất đặc trưng, đó là tính chất khảm động. Khảm tức là chủ yếu được cấu tạo từ các phân tử phospholipid trên có đính các phân tử protein bám màng hoặc là xuyên màng. Còn động nghĩa là các phân tử phospholipid hoặc protein ở trên màng nó có thể di chuyển một cách tương đối trong nội bộ màng. Và do vậy cái màng nó có tính động. Nhờ tính động mà cái màng nó có thể bị biến dạng để nhập bào hoặc là xuất bào. Câu 33D ha. Câu 34, khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong 30-123, người ta quan sát thấy các hiện tượng như hình vẽ dưới đây. Trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển của các phân tử nước tự do. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về thí nghiệm trên là đúng? Ở cái môi trường thứ nhất thì chúng ta thấy là nước từ trong tế bào thoát khỏi tế bào, tức là tế bào bị mất nước. Tế bào bị mất nước sẽ là ở trong môi trường ưu trương. Tế bào mất nước sẽ gây ra hiện tượng co nguyên sinh rồi các bạn. Còn trong môi trường thứ hai, ta thấy mũi tên nước đi vào, mũi tên nước đi ra, nghĩa là trao đổi nước ở mức cân bằng. Do vậy đây là môi trường đẳng trương. Còn môi trường thứ ba, nước từ bên ngoài đi vào trong tế bào, thì là tế bào sẽ hút nước. Tế bào hút nước trong môi trường nhược trương. Ý 1, môi trường 1 là môi trường ưu trương. Môi trường 3 là môi trường nhược trương so với tế bào. Ý 1 đúng hả các bạn? Ý 2, trong môi trường 1, tế bào mất nước gây ra hiện tượng co nguyên sinh. Đúng rồi hả các bạn? Ý 3, ở môi trường 3, nếu lượng nước từ bên ngoài di chuyển vào trong tế bào quá nhiều sẽ làm tế bào vỡ ra. Ở môi trường thứ 3 là môi trường nhược trương, nhưng đây là tế bào thực vật. Khi nó hút nhiều nước thì chỉ làm tăng thể tích khối lượng thôi, chứ không bị vỡ ra ha. Ý 3 sai. Ý 4, tế bào trong môi trường 2 sẽ có khối lượng và kích thước không đổi so với ban đầu. Trong môi trường 2 chính là môi trường đẳng trương, trao đổi nước ở mức cân bằng, thì khối lượng kích thước tế bào không thay đổi đúng. Câu 34 đáp án là câu B ha các bạn. Ý 1, 2 và 4. Câu 35, khi bị viêm họng đau răng, bác sĩ thường khuyên nên ngậm nước muối loãng vào buổi sáng hoặc trước lúc đi ngủ. Cơ sở khoa học của việc này chính là vi khuẩn nó có thành peptidoglycan. Trong môi trường nước muối, tức là môi trường ưu trương, thì nó sẽ bị mất nước co nguyên sinh. Tế bào nó sẽ bị bất hoạt, không còn hoạt động nữa. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các bạn ôn tập các câu trắc nghiệm vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Chúc các bạn ôn tập thật là tốt nha. Cô chào tất cả các em.